Ôi nội mạc đẹp thế. Nội mạc hiện nay dễ có bầu lắm. Thế bao giờ định có bầu? Dạ chưa dám thả tại chồng em đang bệnh á. Bệnh gì? Dạ viêm cột sống dính khớp do đột biến gen ạ. Thế á? Thế nhưng mà hai vợ chồng có xác định có con không? Dạ bác sĩ nói là sẽ nếu mà thả tự nhiên sẽ di truyền cho con á, nên là kêu là Thủ tinh ống nghiệm, sàng lọc phôi. dạ Này em nhìn thấy ông trứng ngon không thêm ơi. Là lấy chồng mình yêu à? cả hai yêu nhau. Nhưng mà mình yêu hơn hay là nó yêu mình hơn? Chắc là cứ về là thấy mình yêu nhiều hơn À, đúng rồi, nhìn thấy là kia thằng kia nó yêu nhiều hơn đúng không? thật. Nghe câu chuyện đấy thì nghe câu chuyện thôi, nghe câu chuyện là mẹ vợ kể này. Có thằng đấy có nó đấy thì nó thằng kia nó khảo sát cái này đấy lúc bắt đầu vì sao nó bảo đấy con thấy mẹ khổ quá, kiểu ý là con thấy mẹ ấy quá cho con quyết định, con bảo là con đi con không thấy lựa chọn ai bằng chồng nó thì nó mới là nó quay lại đấy. Hay à? Lúc nó gọi lên nó bảo đây chứ mẹ ơi lên đây con nhờ, lên thằng kia cũng lên lên đây con nhờ, xong bây giờ nó bảo là mẹ ơi thôi à ví là con quyết định con lấy chồng, xong bảo là kia nghĩ kỹ chưa, nghĩ rồi gọi cả mẹ chồng nó lên mà nó không đến. Đây là ấy rồi đấy, đây là đúng đắn rồi đấy. Ok, bây giờ bác Hạnh khám cho mình nhá. Kiểm tra u nang u xơ xem thế nào. Hôm trước thì siêu âm rồi đúng không? Có lạc đại mạc tử cung này. Nhân xơ lạc đại mạc. Là tháng rồi mới phát hiện lạc đại mạc tử cung, còn mấy lần trước thì thấy không bị ạ. Bạn này thắp trong luôn hả bác? Qua bên kia khám đi. Qua bên kia khám để xem bạn ấy có dấu hiệu sắp đẻ chưa? Khung chậu thế nào? Và to con đấy thì chắc chắn là khung chậu ok đấy. Rồi để chị kiểm tra xem nào. Thế bây giờ có đau bụng hàng tháng kinh nguyệt như thế nào hả à, bé Tuyền? Dạ không có đau bụng hàng tháng, chỉ có lần có hay bị đau lưng. Bình thường có đề nhưng mà có đi như thế này có sớm trước 6 ngày ạ. Rồi bác hãy siêu âm như mấy lần trước để xem thế nào. Thả lỏng người nào, đúng rồi. Ôi nội mạc đẹp thế. Nội mạc hiện nay dễ có bầu lắm. Thế bao giờ định có bầu? Dạ chưa dám thả tại chồng em đang bệnh á. Bệnh gì? Dạ viêm cột sống dính khớp do đột biến gen ạ. Thế á? Thế nhưng mà hai vợ chồng có xác định có con không? Dạ bác sĩ nói là sẽ nếu mà thả tự nhiên sẽ di truyền cho con á, nên là kêu là thủ tinh ống nghiệm, sàng lọc phôi. Dạ. Này em nhìn thấy ông trứng ngon không thêm ơi. Khiếp, mình làm thụ tinh ống nghiệm, mình làm hỗ trợ sinh sản, mình làm vô sinh. Nhìn thấy mấy cái quả trứng này mình thèm luôn. Đấy, quả trứng đẹp chưa? Bên phải nhá thêm. Này, nội mạc đẹp chưa thêm ơi? Hạt ba lá này. Dễ có bầu. Ôi, nhưng mà cô Tuyến rồi đẻ đậu thai, mừng quá, mừng húm. Đấy, trứng này. Cô đấy đúng là kiểu bao nhiêu lâu căn nội mạc 4 năm chu kỳ hủy, bây giờ chị cho đi một chu kỳ này đậu đấy. Này, trứng này. Dễ có bầu nhá, em là dễ có bầu. Nhân sơ lạc nội mạc tử cung chẳng đáng bao nhiêu, là bé tí ấy mà, có nhưng mà chị cũng gọi là những cái này nó bé lắm em ạ. Bé lắm. Hành trước có cấu trúc echo kém nhân sơ. Lạc nội mạc tử cung trong cơ nó cũng ít à, cho nên là bé cũng không quan tâm được. Nhỏ. Hiểu không? Nghe thấy rất là lạ sợ. Nó nhỏ. Dạ, tại mấy lần trước không có mà. Bây giờ chị kết luận không có được bởi vì nó bé quá, không cần kết luận. Còn tiểu tiết quá, tí 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 cũng kết luận như thì nó có. Nhưng mà bé lắm bé ạ, không đáng kể đâu. Dạ, không nguy hiểm lắm. Cho nên chị cũng chả cần cho vào được. Dạ. Chị quan tâm quả trứng nhỉ? Chị thấy chuẩn bị xong rồi chị. Bây giờ cái tử cung thì ổn, có cũng nhân sơ nhỏ thôi. Lạc nội mạc tử cung cũng ghi kết luận này, thằng sau có cấu trúc echo kém này cũng lạc nội mạc tử cung trong cơ nhưng mà nhỏ, hiểu không? Không can thiệp gì cả, không uống thuốc cũng không đi phẫu thuật gì hết nhá. Rồi ngon lành, không vấn đề gì nhá.